Cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Ukraine đã trở nên căng thẳng và phức tạp với đủ loại thông tin hỗn tạp trên mạng Internet. Và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cánh tay phải đắc lực của ông Trump khi còn tại vị, vừa đưa ra một tuyên bố cực kỳ quan trọng nói rằng nếu ai nghĩ rằng Putin sẽ dừng lại ở Ukraine thì họ đã sai lầm rồi. Việc ngăn chặn cuộc chiến Nga-Ukraine không để nó trở thành cuộc xung đột lớn và lan rộng liên quan tới lợi ích lớn của chúng ta, tức nước Mỹ. Trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo đã nhiều lần làm việc và rất hiểu Putin. Và với tuyên bố trên, ông Pompeo chỉ ra rằng tham vọng của Putin không chỉ dừng lại ở Ukraine mà còn lớn hơn thế nữa. Ngay cả cựu Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần nói rằng phải ngăn tham vọng của Putin, chẳng qua đừng biến nó thành cuộc thế chiến thứ ba. Trên thực tế, rất nhiều lãnh đạo châu Âu cũng đã từng khẳng định điều này. Bà nữ thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan là Sanna Marin cũng nói rằng việc ngăn chặn Putin có liên quan tới cả an nguy của châu Âu. Và chưa cần phải đợi lâu, ông Putin đang muốn thôn tính luôn cả Moldova. Trong bài phỏng vấn gần đây, Tổng thống Ukraine đã tiết lộ điều này. Cụ thể, khi được hỏi, tại Moldova, quốc gia không phải là thành viên của EU cũng như NATO, tình hình vô cùng căng thẳng. Không thể loại trừ khả năng Putin sẽ sử dụng Transnistria, nơi đang có 2.000 binh sĩ Nga đóng quân. Nếu Tổng thống Moldova Maia Sandu yêu cầu giúp đỡ, ông sẽ phản ứng thế nào? Tổng thống Ukraine Zelensky đã đáp rằng, chúng tôi đã nhận được thông tin từ cơ quan tình báo là Nga muốn tận dụng thời điểm này để thay đổi ban lãnh đạo của Moldova. Chúng tôi đã chuyển thông tin này cho bà Tổng thống Maia Sandu. Tin này cũng được các nước châu Âu xác nhận ngay sau đó. Người Nga đã lên kế hoạch cho những điều này từ lâu. Tuy nhiên, Moldova và Nga không có đường biên giới chung. Vậy họ phải thực hiện kế hoạch của mình như thế nào? Họ phải gửi quân đội và thiết bị đến nó từ đâu? Để thực hiện điều này, Nga cần có sân bay. Tuy nhiên, Moldova chỉ có một sân bay ở thủ đô Chisinau. Vì vậy, họ phải sử dụng sân bay này và tất cả các nguồn lực từ Transnistria. Bà Maia Sandu chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của tôi, nhưng cảm ơn tôi đã cung cấp thông tin. Bà ấy biết rất rõ hoàn cảnh của chúng tôi. Ukraine luôn sẵn sàng giúp đỡ Moldova. Ngoài ra, còn có một câu hỏi rất hay liên quan tới triển vọng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Khi được hỏi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố Nga phải bị đánh bại nhưng không bị tiêu diệt. Ông nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Putin. Tổng thống nghĩ sao về điều này? Khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đáp lại rằng đó sẽ là một cuộc đối thoại vô ích. Ông Macron đang lãng phí thời gian một cách vô ích. Tôi cho rằng chúng ta không thể thay đổi thái độ của Nga. Một khi họ đã chọn cách tự cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới và mơ ước xây dựng lại đế chế Xô Viết cũ thì chúng ta không thể làm gì được. Họ có quyền lựa chọn làm việc với cộng đồng các quốc gia dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Khi các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt, chúng ta bị buộc tội là muốn cô lập Nga. Nhưng không phải vậy. Trên thực tế, chính quyết định bắt đầu cuộc chiến này đã khiến Putin bị gạt ra bên lề và bị cô lập. Ngoài ra, có một điểm cực kỳ quan trọng, đó là Putin đang hợp tác rất sâu rộng với ông Tập Cận Bình và Trung Quốc. Những năm qua, Trung Quốc luôn nuôi tham vọng thành lập liên minh chống Mỹ. Và lần này, ông Tập Cận Bình đã lôi kéo được Putin về phe mình.